test cái đôi loa Sony cho anh khách ở Quảng Nam nhé. Vâng. Em đấu loa vào cái cục này nhá. Đây anh nghe nhá. Loa thì test hết rồi, bây giờ test lại cho khách hàng xem thôi. Cái loa chạy rất là ngon êm nhá. Đấy. Ok nhá, em sẽ chuyển sang test đôi này nhá, test chiếc này nhá. Thả sót cho ta trăm nghìn chung tiêu độc, đừng một lời nào mãi mỉa cho nhau. Alo. À, anh cửa hàng ở chỗ dưới nhá, anh đang để cửa hàng trên đấy có một kiện thôi, nhưng mà ở dưới này có ba kiện. Xuống dưới này đi. Ở đây em xuống cửa hàng dưới đây. Trên kia có một cái nhỏ nữa. Đó lên đấy luôn, về không sao đấy. Vừa anh.